Kính thưa chư quý vị, thì chúng tôi đã đến đây là xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Quý vị thấy là một cái con đường này bây giờ nó lở rất là nguy hiểm quý vị. Đây, quý vị thấy là bây giờ nó đang lở, thì trước nay bây giờ nó lở rất là sâu vô. Đây quý vị thấy, tôi quay cho quý vị coi. Bởi vì đây là cái mùa mưa đó quý vị, mùa mưa đã đến thì nó lỡ không phải nói riêng đây mà nói là huyện Chợ Mới chúng ta là lỡ rất nhiều quý vị. Đây cái đường nước quý vị thấy là đường nước quá nước vậy. Đây là khoảng là một cái đoạn đường này có thể là nhà nước bây giờ dăng dây có thể là bề dài đó là khoảng vài trăm mét quý vị. Đây nó lỡ một cái khoảng một cái khúc đường này nó lỡ là rất nhiều. Đây. Đây chúng tôi đây là giới thiệu chào. Rồi bây giờ như vậy là để thấy là sao bây giờ cái cảnh này bây giờ thấy nó lỡ thì quá nhiều. Bây giờ thấy trước đây thì trên núi thì nó thiên tai rồi mưa gió rồi núi lỡ, rồi bây giờ thấy cái con sông Cù Long chúng ta bây giờ nó cũng lỡ như vậy nữa sao để? Thì theo tôi nhận thấy đó, đây là một cái điểm rất là ghê nha quý vị. Bởi vì con sông cái đường chúng ta đấy, từ bắt nguồn hồi xưa thì thường thường ta nói là cái này là dòng Cù Lao ông trưởng. Như vậy thì đây nằm hiện bây giờ tại sao không lỡ mấy chỗ kia mà lại là ngay chỗ này nó rất là bự. Lỡ đây là dài lắm, bây giờ người ta chặn đường đó. Bắt đầu từ cái hàng rào đó là dặn là không cho đi xe lớn qua đường luôn. Xe nhỏ thì chạy tạm tạm. Nhưng mà quý vị biết đó thì đâu có biết được chữ ngờ quý vị. Nó bây giờ chúng ta thấy đường những cái chỗ sông rạch rồi núi đều là bây giờ nó rất là ghê đó quý vị. Đó, núi là coi như là ở trên vùng gọi là An Giang mình nè. Ba Thê, núi Cấm rồi núi Dài. Như vậy thì quý vị biết đó. Cho quý vị biết là một cái câu nói của thầy đã tiên tri cho biết là giàu sang như nước trên nguồn. Gặp cơn mưa lớn nó tu giờ như quý vị thấy không, nó coi như là sập nó bức, coi như từ cái đầu lên đó nó dài qua đây luôn, nó bức nguyên cái này đi xuống dưới luôn. Mà cái này quá rất là ghê gớm bất ngờ đó quý vị, chỉ gì động nhẹ cái thôi là nó sập rồi. Thành thử ra chúng ta phải gắng quý vị ơi, tu gấp để chở trễ thời kỳ có gặp đàn ta nha quý vị. Thôi bây giờ mình thấy cái đường lỡ gì là mình biết rồi đó, tu gấp đi là biểu hiện cho một cái điểm cho chúng ta thấy là núi lỡ rồi là thêm đường lỡ sông lỡ ô đủ thứ hết trơn á, cho nên bây giờ nó kỳ lạ lắm đó. Thì thôi mình cũng gán tu chứ không còn đợi gì đâu quý vị ơi, muốn tu mà còn đợi chiều mai khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Bây giờ cái đường mà mình còn hư đây nè, thấy không, bây giờ mình gán mình cố gắng, giống như bây giờ đường hư thì mình sửa mà người hư thì mình phải sửa nữa. Chứ bây giờ quý vị thấy cái cảnh như vậy là mình không chịu tu nữa rồi, tới khi cái bình đó rồi làm sao mà mình tránh khỏi quý vị. Cho nên thôi bây giờ chúng ta gắng nghe như là thầy là đã dạy đó là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác thì đến sau tiêu diệt. Thì giống như cái đường này nó sập một cái rồi. Thôi vậy nha. Cảm ơn thôi để và chúng tôi cũng và chúng tôi sẽ gặp mà hai nhân vật ở Bình Dương quý vị, thì chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị hai nhân vật ở Bình Dương là kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gặp khó khăn gia đình và đồng thời đó là bây giờ làm ăn như thế nào. Mời quý vị cùng xem, mời quý vị. Bà con mình biết trong cái sự sống hiện bây giờ đó chứ. Nó ngay sống ở Bình Dương bây giờ thì nó cái khả năng đó là nó giảm là nhiều dữ lắm. Bởi vì con tôi mặn ở ngoài, nó công ty ai không biết mà công ty của nó bây giờ là nó giảm là cũng như là hết là cũng vô 60% rồi. 50-60%. Rồi ở trong đó thì bây giờ nó mặn có bữa nghỉ bữa không rồi làm đâu có mãi ra mãi. Bây giờ toàn bộ ở ngoài là thắt thót dữ dằn. Tôi nó ngay lúc ở ngoài, tôi ở ngoài thì mặn thì tôi một cọc bạc kia thì trong công ty thì bây giờ cũng thời gian tôi cũng nghỉ đổi tôi gì đây làm sống nuôi cháu cho nó ổn định cho con nó làm.
Còn như con tôi thì nó bây giờ nó mặn nó bấp bênh, nó tính hô mãi nào miễn ấy là nó tính nó về đó, không thì sao đây. Chưa có mãi cái nào. Rồi như vậy sẵn đây chú thấy mà cái cảnh sống mà cái đời này mình thấy sao bây giờ nó là nào là như là động đất rồi sập đất gì đó là ở Thổ Nhĩ Kỳ hay là những cái chỗ mình bây giờ ở đây nè chú, sao mà nó làm ghê quá ngay chỗ cái đường trên này nè, nó lở vô trong đây bây giờ là trên Mỹ Đôi này, trên là đợt mà hổm là có lở mà ấy đó, sau này cũng có bị ảnh hưởng nữa nè, nó có một khúc nữa đó, vô một đoạn nữa rồi. Bị cái đó là không biết lý do là sao, mình cũng không hiểu chuyện đó. Chứ thấy bây giờ là với phần đợt mưa hổm là cái tháng 6 rồi đó, là cái vụ mà mưa là kia bão đó đấy, đó là ảnh hưởng con sao mà nó lên tới cái cạnh trên luôn, mà bây giờ mà mình biết sao giờ thấy nãy cái đó mình để thiên nhiên thôi. Chứ mình bây giờ mình đón không người thôi chứ đâu có mà biết cái đó là thế nào sao. Giờ đây cạnh kiến cạnh trên này hình như mình cũng có lỡ giống thêm vậy. Lỡ một khúc là hổm rồi đó là trên Mỹ Đôi nha, là lỡ một khúc rồi dưới này một đoạn nữa, có bữa đó gào ấy nữa. Nó là mùa vô gần tới lộ luôn mà. Nó nứt cái găng bây giờ, hiện giờ nó găng cái đường lộ luôn nữa. Vì vậy là mình thấy dài đây là cho mới là lỡ nhiều lắm rồi phải không? Lỡ nhiều. Hôm trước là tôi có một lần tôi đi chạy ngang một cái đoạn đường đó, rồi tôi thấy là hình như là rào lại là hình như thấy răng nứt là cả nửa con đường nó răng nứt dữ lắm á. Nó gây răng khúc ở trên mà lỗ lỡ trên này nè, trên cua trên này chút xíu đó. Nó răng chỗ đó. Rồi như vậy là đi Bình Dương là gì hồi nào vậy? Rồi mình thấy cảnh Bình Dương mình làm ăn ở trên cảnh, mình thấy con cái mình như thế nào, làm ăn như thế nào. Nó bấp bênh đó mình nè, nó bấp bênh dữ dằn lắm. Bây giờ là mặn thì mặn, kêu đỏ thương vậy thôi chứ biết gì sao nó. Bây giờ kinh tế nó làm thì nó trẻ thì nó muốn làm đâu cũng làm. Còn như lớn tuổi thì như tụi tôi là cái gì rồi chịu thua. Có trừ ra đi bán vé số chứ làm gì vậy. Mình lớn tuổi là cái gì hô ha. Bán vé số chứ không có vô công ty nào làm được chứ. Khó, bây giờ khó khăn. Rồi bây giờ về nhà là nuôi mấy đứa cháu vậy đây ha. Nuôi giữ ba đứa đó. Vợ chồng, vợ. Hết thảy mấy đứa? Ba đứa. Bây giờ khổ ba đứa. Ba đứa thì có đứa cái khuyết tật đó, đứa lớn khuyết tật đó. Còn thằng nhỏ thì nó đeo dính. Rồi bây giờ vậy là mình thấy là cái cảnh sống mà bây giờ sao vậy? Bữa ăn bữa đây cũng gì là bữa đói bữa no chứ biết sao giờ tới đâu hay mắc tới đâu hay tới đó. Thì hôm nay đó thì cũng được nhân viên gặp chú Tư và tất cả anh em mình ở đây, thì nói chung ra là cũng do nơi nhiều tiền kiếp đó, mình cũng có gây cái nghiệp rồi, bởi vì đức thầy cho biết là nợ thế đó mà Quynh Tư. Nợ thế âu ton tròn nợ thế, đường tu sớm liệu dạng đường tu, thì ai cũng có cái nợ thế hết. Cho nên mình cái kiếp này mà đức thầy ra đời đó, ngài cũng cho biết đó, là cho nên là lần này là coi như là lâm phàm chúng đây là để khuyên tất cả chúng sanh đều có cái sự giác ngộ tu hành. Mà có chỗ thầy nói ta khuyên tu văn cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt. Bị ngoại quốc bán hàng quá gắt nên dân ta phải chịu cơ hàng. Bây giờ mình thấy là trước mắt như huynh bây giờ huynh nói là bệnh cảnh khổ hiện bây giờ đó, thầy cũng có nói trước rồi là bây giờ là mùa màng thắt đói đau không thuốc, như vậy là nó có hết trơn rồi quý vị. Thương hải bấy lê văn đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo, gẫm chữ nghèo mà thường mắc chữ eo, mà thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Như vậy là y gan bây giờ là quý vị thấy đó, là thêm gạo. Chào xưa anh ngồi mình ngồi đó đi, uống trà luôn. Nó như vậy thì hôm nay mình thấy rõ ràng là đức thầy đã nói là thêm gạo lúa lại tăng giá mắt rồi đó. Bây giờ mình thấy lên nhiêu rồi, Quynh Tư thấy không? Cái này nó lên ào ào luôn. Lên bây giờ lên, tôi nghe nói gì đâu mà 8 ngàn mấy một ký gì. Bây giờ mình hỏi cái cảnh ông đó. Dạ thì đó thì trước thì huynh đệ mình ngồi nhau để mình
đàm đạo là cái sờ, và hôm nay là hiện giờ đang sống ở đâu Quỳnh, thứ mấy quên rồi, sáu thứ sáu Quỳnh sáu ở Trăng Bàn Tây Ninh. Ở đâu? Trăng Bàn Tây Ninh. Trăng Bàn Tây Ninh. Ồ, như vậy là sao mà nhân viên, sao mà ngày nay nhớ hay sao? Nhớ ngày nay, nhớ ngày cũng... hồi như năm rồi là không có. À, nhưng mà tại vì năm rồi đệ cũng có đi đám ở đây, thành thử ra có chứ không có gặp Quynh. Dạ. Dạ. Thì như vậy là Quynh thấy ở cái vùng mình ở đó bây giờ, thấy ở đó là kêu bằng Trảng Bàn Tây Ninh hả? Trảng Bàn Tây Ninh. Như bây giờ thấy cái cảnh sống ở đó làm sao bây giờ mà mình thấy nó có được thông thả gì không? Nó cũng không được như mỗi năm. Kinh tế thì nó càng ngày càng eo hẹp lại. Thành thử ra nó không có phát triển như mùa lần. Thì đó, mùa lần mà bây giờ giờ giỏi ngày 6. Ngày 6 năm mà. Thì mình nói chung ra là bây giờ mình thấy đó là theo như lời Đức Thầy nói nha. Tức là hiện bây giờ luôn Đức Thầy có nói là cái câu đầu tiên vô nè, thầy nó ngồi khùng chí đối nhìn cuộc thế, thấy không? Thấy văn mang xu thế mà thương, nó có hết trơn người. Chẳng qua là nam dược diệt vô dương, nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bây giờ là y gan đó đồng đạo, thảm thiết luôn. Nhưng mà chưa đâu, cái này chỉ nhá cho mình thôi, nhá thôi đó, chứ không phải thực tế ra như mà đặt coi Quynh Sáu đó thấy là cái bệnh Covid không. Quynh có đi ra đường được không? Đợt đó có ra được không Quynh? Ra đâu được, chỉ thi 16, chỉ thi 15 sao ra được đó. Ở đâu ở đó mà. Mà lúc đó theo như Quynh còn đi chợ mua thịt mua cá gì ăn không? Không được luôn, lúc đó ăn gì? Đó chỉ ăn nước tương với rau rác thôi, chứ đâu ăn gì nữa. À vậy đó ha, vậy là lúc đó ăn tương với muối cháo gạo đạm bạc ha. Rồi theo bây giờ mình nghĩ ăn tương với muối cháo gạo đạm bạc được không, theo bây giờ? Hả? Được sao không? À, thì thử ra là mình tập cái chỗ đó là nhờ cái chặn đó mà bà con người ta giác ngộ tu rất nhiều đó đồng đạo. Tu rất nhiều luôn. Thì mình thấy rõ đây là ai, cái người thân của đệ nè. Điện về nói với đệ là đệ đó, anh ơi chắc em chết quá anh ơi anh. Bó tơi là biết sao đây. Tôi nói bây giờ chỉ có con đường này, nếu làm được là sẽ hết. Tại vì cái bệnh Covid này đó, là nếu như mà mình uống nước là nó sẽ lọc cơ thể mình ra. Ở nhà đệ có ông bạn bự con tướng, bự hơn chú nữa, bự hơn Quynh luôn đó, mà cao vàng luôn, mà bệnh Covid có nửa tháng thôi mà nó hút hình thì ghê lắm, mà sống chung với đệ luôn. Đệ mới đi hái thuốc xong chặt cây này cây kia đó, đừng mình xong đó. Vậy mà bắt đầu lướt qua, rồi uống nước, mình khai xiên cái chỗ uống nước. Thấy không, màu nhiệm không? Mà sống chung mà thì không phải là mình khoe nghe, thằng cái thằng lớn đó, thằng kế đó là bị nhiễm mà nó hít mùi, không biết mùi thôi. Còn trong nhà là bốn người, nói chung ra là anh em làm đạo lợi đó, uống nước bình thường, uống trà bình thường, y cũng vẫn ngồi đó đó, nhưng mà không cần bịt mặt bịt miệng gì hết. Nhưng mà có cái đệ à, bây giờ đó là ý là mình thấy cái chặn mà như ý mình kể, cái chặn Covid như vậy đó. Như vậy thì Quynh thấy bây giờ mình thấy nên cần phải gán tu đắp hay không, theo như Quynh nghĩ? Tu thì mình thì hồi nào giờ chỉ có lao động chính trong gia đình, làm nặng không, mà ăn chay thì kiểu mà mình ăn tháng 4 ngày thôi. Mình tập tành theo Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy. Dạ đúng rồi. Thì mình ở hiền là, thì mình lánh giữ, mình tránh ba cái điều ác ra đi, mình làm chuyện phải thôi. Thì đó cũng như mình thay thế, cũng như mình tu đi. Dạ dạ, nhưng mà theo... Không, ý mà mình nói theo như cái cuộc sống là hiện bây giờ đó, là Quynh thấy mà cái đợt, từ cái đợt Covid tới giờ đó, Quynh thấy cái sự sống nó làm sao đó? Sống thì cũng bình thường thôi. Hai nữa là chuyện buôn bán thì nó eo hẹp hơn thời gian trước chút. Thì sống thì ngày thì cơm hai bữa thì cũng bình thường thôi. Còn sống mà phát triển thì nó phát triển thì nó không có. Thì thí dụ như hồi trước 10 phần, giờ chỉ còn 5-6 phần thôi. Vậy đó, cũng gọn trong chỉ cũng lay lóc thôi.
chứ nó ngay bị gì đó là lúc hồi Covid mà ở ngoài là nó chấn động lên đó, thì mấy ông này là không có cho đi đâu chỗ nào, bước ra đường không được luôn, không có, bây giờ muốn bước ra cửa thì là phải đeo khẩu trang đó, rồi bắt buộc rồi, lúc tôi ở ngoài là test mỗi cách bữa là test bữa nó, mấy ông cho làm cái kiểu đó đó, rồi ghét rồi cái dân chúng chịu không nổi, con ngự thì quá chịu hết nổi rồi là làng nó có ngự thì nó ngay, có ngự thì làm như nó nhiễm ghiền luôn hay gì đó, biết mình không hiểu cái chuyện đó, mà có một cái là nó test vô gột đầu vậy qua cái cách bữa sau là gột đầu đầu đi test nữa, ngặt cái đó nữa đó, rồi vậy qua tôi không biết sao mà tới chừng xung quanh chỗ tôi ở đó là toàn bộ là gào gấp chân luôn à. Không còn chỗ nào hết rồi, là tới bùng phát lên là cái đó là bốn người tử mạng luôn, bốn người tử mạng à. Chú trọ tử mạng luôn rồi chứ đâu có mà là trọ chết luôn ờ, là bắt đầu dây qua là cách ly đó nửa tháng chứ nhiêu đó, rồi đi rồi tôi là lúc đó tôi giữ thằng cháu nhỏ đó, rồi con dâu với con tôi thì nó cách ly rồi, nó cách ly nửa tháng mà đi đó, lúc đó là đi là hơn tuần lễ rồi à. Là lúc đó là nó dây qua là tội bùng phát lên, rồi tôi là ở nhà chết đứng luôn, không còn đường nào mà thoát chứ, kêu đóng cửa chứ đâu có đường nào, chịch ra cái hí cửa ra chứ dòm chứ đó thôi, chứ đâu có đi bước ra đường được ở đâu, gào cái cửa luôn rồi. Cái ở chỗ vườn thì còn người này tiếp tế người kia rồi nó ngay cái đó là xe mà xe tiếp tế nha, lương thịt nha, là có chị vô tới luôn. Lúc đó xe tiếp tế nó có đem thịt heo thịt gà có luôn nha, cũng có luôn. Còn ở chỗ tôi thì gào gác củ cải này kia đó là chỉ nó là không ai tiếp tế gì chứ. À, không ai tiếp tế luôn à. Rồi quay qua có tiếp tế đi chăng nữa là những cái chỗ khác, chứ chỗ cái đường con đường của tôi ở là nó chỉ thị 15 là không có đi ra đường được. Rồi lõng lõng thì hai rau muống rồi bắt ốc đó lòng đi lòng không à. Rồi cứ quay qua là này kia nọ ăn đậm bạc kia đó vì sao khỏe, trong gia đình không có ai bị dưới cháu gì chứ. Trong vòng chỗ đó là trong vòng tuần lễ là kêu mà gặp địa hết trơn luôn, là vắng tanh luôn, không có ai mà la giảng vậy. Lúc đầu là đông dữ lắm. Mà theo như hồi đó tới giờ mấy chú cái tuổi này nè, như vậy là có cái tình trạng này chưa? Hồi đó giờ chưa. Hồi thời ông bà mình luôn đi. Đâu có đâu. Chưa có cái tình trạng nào mà như là tình trạng này đó chứ. Này là kiểu còn nó không theo mình nghĩ là không quá gì mấy. Mà đều cái như ví dụ tại vì do nơi một cái điểm này là nó lây truyền nhanh quá nhanh, nó là bởi vì mấy ổng là cái cắt ngang khẳng ngang là cái vụ mà cách ly luôn đó. Hồi xưa theo tôi biết đâu có vụ mà là tình trạng kỳ vậy. Lúc mình còn nhỏ là kiểu còn có đau một chứng bệnh dịch tả trọng trái này kia đó. Là hồi xưa đó, là cũng lâu lắm rồi, còn bây giờ ráo lại là cũng như là này cũng như là vì dịch tả này trời mà điểm cái hơn để là lọc lừa vậy thôi, chờ định lọc lừa đó à. Kiểu mà mình kiểu mà làm phải thì phước đức đâu lai còn với hợp những người mà không làm phải thì ta đi trước mình được. Làm hiền làm ấy thì tạo phước đức thì mình đi sau, cũng đi mà đi sau dạ. Nhưng mà mình có khi chết thì mình còn được lên làm người được, mà để coi gớt dưới nó chìm ở dưới là tiêu, bị gì mình thấy cái đàn cầu nó chết nhiều nghe chú. Tại vì những cái tay mà hút chích này kia là đủ thứ hết, là bị gì lúc đó bít ngõ ra thì nó ghiền đầu dập, đâu có đường đâu mà ai mà ấy không thì cái lúc đó là đang lọc lừa sàng sảy một thế giới luôn đó. Một thế giới đang lọc lừa sàng sảy mà luôn. Thấy ghê quá ha, bởi mình tính ra cái cuộc đời là mình thấy đâu có biết được ngày mai ha. Mà cái thời của mấy sư huynh đâu có mà cái dạng tình trạng mà nhà bích ngõ ra, đâu có cái vụ này hả? Đó, 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 đó. Có tình trạng này. Chứ hồi trước là chỉ có đau rồi đau chứ đâu có dịch đó là kêu bằng bị tả đó, là cũng đi thông thả chứ đâu có ai. Cũng như người gia đình cửa kiên thì ít ra ngoài đường chút xíu, còn trường hợp những người cảnh khổ thì cũng phải lặn lội đi kiếm thức ăn, hay là hoặc đi bươi vào để sinh sống. Chứ còn tới đâu hay tới đó, nói chung ra là kiểu còn lúc đó là ông Phật ông lọc lừa là mang cái bệnh mà mã đầu á.
À, rồi sau à, sau là kiểu bằng cái thằng dịch vừa rồi đó là ông, theo tôi nghĩ á, là ông cũng lọc lừa, ông xài sản là coi cũng như là ai đậu ai rớt vậy đó. Dạ. Vì vậy thì mình thấy là hai huynh thấy mà bây giờ mình thấy cái thờ của ông bà mình là nó không có cái tình trạng này, nhưng mà nó biểu hiện như vậy là để cho mình thấy như thế nào, theo như sư huynh thấy cái cảnh là trời đó đã ứng nghiệm gì đó. Nói nghe chẳng nghe cái gì thấy không, tôi không biết, từ đó giờ trai sanh ma đẻ là tôi không biết cái mà cái tình trạng này, mà bây giờ dính vô cái tình trạng này là tôi thấy cái khủng hoảng, ai cũng khủng hoảng hết, toàn bộ toàn cầu luôn. Bởi vì là mấy ổng gào gấp hết trơn tất cả mà không cho dân ra ngoài ăn uống, mà không có được ăn uống no đủ nữa đó, rồi làm sao, rồi là kiểu đó làm sao sống nổi, cái gì cũng vậy trơn. Mà có cái là nhặt, có cái là buồn, mình thấy là tôi tính ra tôi kỳ đó ha, tôi phải mãi ha, là tôi không có cái mãi là tôi là đi rồi, chứ không có mà sống tới tồn tại tới ngày này đâu. Bởi vì lúc đó là lúc khủng hoảng luôn rồi, và tôi cũng có bị dính Covid nè. Không có dính, mà con cái là bị chích vaccine. Chích vaccine là dây qua là bị luôn. Mà nó nghe trắng là nghe phải mà chuyển tôi đi đó là tôi đi rồi, chứ không còn đâu. Những đưa tôi đi là cái gì rồi. Mà cái lúc mà nhà tôi ở nhà, lúc đó là nhà tôi ở nhà. Cái kiểu ai cũng khổ, nó, chứ không khổ. Chứ phải mà đơn giản. Sao lúc đó mà chích mà lại nhiễm kỳ vậy? Chích bị gì cái trong mình nó có bệnh nền đó. Rồi là chích vô là nó giặt, nó hành luôn. Hôm này là ông chích vô là bị giặt thuốc thôi, chứ đâu phải là bị nhiễm. Là nó ngay test bữa là không có. Cũng như bệnh nền là có là chích bao thuốc mạnh đó. Chỉ là chích vô đó là nó giặt đó luôn. Mà nó không có nhiễm sao đi chích? Đâu có, phải chích ngừa chứ. Quỳnh chích mấy mũi tổng cộng? Tôi bốn mũi. Bốn mũi, còn Quỳnh mấy mũi? Tôi chơi hai mũi. Hai mũi là ngưng ha. Tôi bốn mũi, hai Mỹ, hai Anh. Thứ dữ không à, chích thứ dữ không à, chứ không có chích mà của Trung Quốc. Tôi chơi hai mũi rồi giờ em thấy kêu chích. Lúc đó là tôi không biết, thì mình nghĩ bên nào giờ cha sanh mẹ đẻ mình đâu có biết cái vụ mà thuốc này mãi. Mà mẹ ổng đâu có nói cái phần số mình nó vắng tới chừng rồi bị rồi tới chừng ấy mình không chích á. Một mình chích mà nếu phần số của mình là không chết là không chết, tại vì mình chỉ lo có cái là làm hiền lánh dữ là ok rồi, chỉ vậy thôi, có gì thì ông bà cũng che chở. Nó giặt tôi là gần 10 bữa đó, nó giặt tôi là nằm gần 10 bữa ăn cháo không được luôn, là ráng uống nước rồi kia, rồi bườn uống nước vô, rồi qua húp nước cháo đó, rồi từ từ nếu mà tỉnh lại. Lúc đó là tôi là tính rồi không còn đâu. Vậy mà giữ nó ngay lúc đó là có hai ông cháu, mà giữ cháu nội tôi thằng nhỏ có mấy tháng rồi. Đó. Rồi là đâu có mà ai mà mãi, rồi xung quanh là nó bị gì nó cách ly hết trơn rồi. Tôi tản hàng ngủ hết trơn, không còn cho người nào hết trơn đó. Xin hỏi thêm cái nữa huynh, là theo như cái thờ mà năm mà đói đó, là theo như huynh nhớ cái đợt nào đói, mà năm nào mà đói nhất không, huynh nhớ không? Năm 78. Theo như lúc đó mình ăn tối là 78 là ăn, có người ăn củ chua, hủ chuối nữa. Hủ chuối là nghĩa là sắt ra mình ăn hay sao? Ăn luôn cây chuối hết trơn, tất cả chuối luôn, ăn luôn. Ăn luôn chuối luôn. Dưới tôi là gì là có cái tình trạng đó đó. À. Trong hầm buông súng đó, là nó ăn toàn bộ sạch sẽ, không nói gì giờ. Buộc phải cũng phải cho. Chuối trồng hè là nó đốn gạch địa hết trơn, ăn luôn tới cô hủ chuối rồi nó ngồi lên ăn luôn. Đó, lúc đó làm sao không phải chịu, nằm đó đói dữ lắm. Sao mình nằm đó đói, nằm đó là gia đình tôi ở dưới là nó ngay cũng đỡ một cái là ăn cháo, chứ không phải mà đều cái là đỡ ăn cháo, có cháo ăn chứ không mà được mà bình thường như mà bây giờ mà. Còn như hồi thờ trước đó, năm đó Quỳnh ở đó đói không? Quỳnh cái cảnh ở mà... Đó, lúc đó thì cũng không có đói, thì cũng đói thiệt. Mà với anh Hợp cũng ông già, ông cũng lo đủ ăn đủ sống. Ví dụ ông cũng bươi trải ăn cháo rồi quay qua ngô bo đồ cũng... Bo ấy à, làm cơm rồi nó phải mì, đậu, phải lan, nấu trộn với cơm á. Đó đó.
Vậy là thời đó là ăn đói khổ, ăn trộn đủ thứ chứ hả? Trộn đủ thứ hết. Như nhờ ổ bo kiểu nhà nước cũng tài trợ á. Rồi mình trộn với cơm, mình nấu. Trộn với gạo mình nấu cơm. Mà cái thời đó là chắc gia đình huynh khá mới được ăn vậy chứ dễ chứ thù gì? Cũng nghèo thì chết. Nghèo mà đỡ cái là mình có ghém. Rồi những cái vị khác ở đó là thời đó cũng khổ nha. Dạ. Là cái vùng đó là nó thuộc về miền Nam luôn. Ủa cái đó là bên cái khu vực mình đói là thời đó. Dùng mình ở đây luôn. Nãy giờ để mới hỏi dùng cái Tây Ninh á. Dùng Tây Ninh mình không biết đâu. Bởi vì để mới hỏi cái phần đó đó. Tây Ninh thì sao này? Cha sanh mẹ đẻ ở đây. Bởi hèn chi nãy giờ đệ nghĩ là huynh ở Tây Ninh. Vì là huynh tức là ở An Giang. Vì phải rồi, cái vùng An Giang này là đệ còn nhớ là như mấy chú là dù gì ít nhiều gì cũng có ăn hơn cái vùng ngoài, nghe nói là tới cái nổi. Cái đợt đó nghe nói ăn thịt người có không huynh? Người đồng ha. Có đồng. Như lắm như là nó đói quá rồi nó người bệnh rồi nó. Thì năm 78 là năm đó là gia đình tôi ở dưới là ông già tôi cắt gió này chứ đâu, gió càng nè. Nó rồi là nó nghe cá ăn không hết. Có cá là ăn không bao giờ hết. Đó là ăn cá trừ cơm à. Đó. Em lo cá gì lắm. Bà già tôi thì nó ngay là mua khoai về nè, nó mua 4 tạ 5 tạ không à. Để nhà là sẵn ăn đó. Mua là trộn cơm ăn vậy ha, cái gì cho. Rồi bữa lâu lâu cái bữa nấu cháo, không mấy là nấu cơm. Hình như là cái năm đó là làm trồng khoai lang bồ phải không ta? Đó. Trồng khoai bồ đó. Trồng khoai bồ là gia đình tôi trồng khoai bồ nè. Có củ nào đâu. Cái ông già tôi trồng không trồng phỏng là đều. Cái lý do là trồng khoai bồ là trồng khoai bồ chứ không phải mà cao mỡ chi tôn á. Ổng kêu mà quay qua ông dở một đám phai, ông sợ là nhà nước tịch thu. Thành thử ra ông mới vô bồ, ông kêu ông đổ ba khoai trong đó. Không? Cái ông lắp đắt lại là ông kêu giấu giếm á. Rồi quay qua nó ở mấy cái lỗ mà cái kẻ mây bồ á nó đâm ra. Chỗ ra hả? Chỗ ra thành dây. Tới trừ em ông dở ra cái đồ nó trồng khoai bồ cái răng đó, mình. Lúc đó bắt trước đồ làm nhắc cho bởi không mà mua về không mà mua về để đó để giấu mà chứ không phải mà mua về mà cái đâu bởi mới đặt vậy đó. Lúc đó ta làm lắm là ta làm mấy bồ làm nhiều lắm á, làm nhưng mà chậm bắt trước theo luôn đó. Cuối cùng là mấy tháng trời dở ra có củ nào không, có củ nào chứ có dây đâu à, ba cái thai cũ không rồi mà đầu đất gần chết luôn chứ phải thường đâu. Là bồ nịch với kẽm rồi từ lương sợ đổ đất vô nó sạc á. Rồi cái mua giống về dâm vô rồi phát lỗ trồng. Cũng sự mê tín rồi đệ. Mê tín đúng rồi. Cho nên mình trước khi làm điều gì phải tính toán một cách cẩn thận, mình chạy theo không giống như bây giờ sao? Bán quán cà phê cái bên kia mở bán cà phê. Bán cái này mở cái kia nó ngộ vậy đó. Chạy theo. Mai mốt có đề tài là khoai lang bê bồ. Nhà gia đình nào cũng là có mây bồ là 4-5 mê hết trơn, toàn bộ hết trơn. Thì nó trắng ra là mây bồ là ở đây là ở mưa lớn mình là xứ sở của tôi là sản xuất mây bồ. Mê trắng thì cao tiền hơn. Chưa có chét phân vô. Đó. Rồi quay qua cái nứt nẻ là cái cuộc là cái đổ đất đổ vô cái trồng phai. Trời đất ơi, nằm nó gian nan trời đất mà vô cuộc dở ra không có thấy gì là dây không à. Lúc đó cảnh khổ dữ gì đó ha. Rồi nó trắng ra là kiểu bằng nói mê tín thì mình không biết là cái sự mê tín đó là cái sự bắt chước. Vì thấy ông này ông dở ra là phai ông mằng ông đổ vô ông sợ người ta lấy. Giờ ông mới lắp rắc lại ông giấu. Thành thử ra lâu ngày cái nó đâm dây ra. Nó bò ra. Cái đầu ông dở ra êm ông dở ra. Ông rỡ ra thì cũng mấy chục dạ chứ bộ ít sao. Rồi cái quay văn mình kêu mà bắt trước thấy người ta làm nở ra vậy. Làm ra người ta thấy có ăn gì mà sao mà hay ha, cái đó bắt trước mà sao mà tu nó không bắt trước ủ quá ha. Nó gì cái đó thì chung ra là phải có cái căn duyên. Dạ. Nếu có căn duyên mới được chứ không có căn duyên là không bao giờ được. Mình nghĩ gì nè chú, là theo như huynh nghĩ rồi ông Đức Phật đi, Phật nói chứ phải mà nó là tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bên lòng niệm Phật ngày sau thanh nhàn, như vậy theo như mình nghĩ
mà ông nói rất là đơn giản, sao mình không dám làm cái chỗ đó? Mình nghĩ sao theo như cái ý nghĩ của chú coi. Đó là theo tôi ý, những người khác thì mình không biết làm sao, chứ không, mình theo, ý nghĩ theo mình như tôi á, là đâu phải là nó, nếu mình ăn tương á với mình cúng lại đó là kiểu hồi đó giờ là ở đất địa này á, thì từ nhỏ đến lớn ai cũng biết cúng lại hết, ai cũng xài sáu chữ Di Đà hết. Mà hai nữa là ăn tương á thì có căn duyên ăn mới được, thí dụ như bản thân tôi nè, một tháng toàn 4 ngày, có khi chặt dục tới chặt dục lui, nó bị giới hợp lâu sức lao động mình mang giết quên ngày mà rằm hay là 14 hay là 29 30, yeah. Nhiều khi mình mang riết mà quên ngày chứ không phải là mình ăn tương thì kiểu thịt cá mình để vô miệng còn nuốt ra cũng ra một phần, mà ăn tàu hũ rau muống chấm nước tương đưa vô miệng cũng rồi đó, mà nó phải ta thằng mà mình ăn nó ăn cũng không được, bị giới hợp mình quên chứ không phải là quên ngày. Chứ nói chung là ăn cái nào nó cũng vô bụng hết trơn, cái nào nó cũng no chứ. Mà cái ăn á, tôi thấy là 1 tháng 7 tôi ăn thường là tôi thấy con người tôi nó khỏe khoắn kiểu cách vô cùng luôn. Còn ăn mặn thì thấy nó nặng nề kiểu cách sao luôn. Yeah. Ăn mặn thì nó còn cái sự nóng nảy chân thường nó nhẹ ra. Theo như cái ý của huynh hiểu cái đó là nguyên nhân sao mình ăn chay mà nó nhẹ là mà nó không nóng nảy, đâu ý huynh. Ý của tôi nói là giới hợp, thí dụ như mình ăn chay, một là mình giữ giới sắc sanh. Hai nữa là giới trường hợp là dần cái sự nóng nảy á, là có cái ví dụ như người ta nói cho mình nóng á, thì mình nghĩ là mình ăn chay mà mình nóng nảy mình cự cãi là nó kỳ. Nhớ lại cũng như mình tưởng lại cũng như mình tưởng tượng như mình sửa. Bây giờ bạn ở đó cho tôi hỏi Sáu, cái anh Sáu bây giờ hiện tại anh Sáu Tây Ninh hay anh Sáu? Dạ trong bàn Tây Ninh. Bây giờ như vậy tôi hỏi anh như vậy, bây giờ anh thấy thế giới chiến tranh bây giờ nó giờ tình trạng gặp khó khăn rồi, bây giờ mà ăn ở ngoài tình thế ở ngoài mà ăn như thế nào anh Sáu? Ở ngoài nói chung ra là mặn nó không được ổn thỏa như mùa năm. Nó kiểu bằng quay qua như năm nay là nó mặn kiểu bằng như được phân nửa thôi. Chứ 10 phần chỉ còn 5 thôi. Nó là thành thử ra cuộc sống ai cũng gì không có được riêng phần mình. Ai cũng có kinh tế thì ai cũng gãy đổ hết một phần. Chứ không ai tròn vẹn được như mỗi lần là nó tròn vẹn. Nó là xe xua tới xe xua lui, còn này bây giờ không thấy. Như vậy là kinh tế giờ có phải kinh tế phải là do chiến tranh không anh? Đó là mình không dám chân khẳng định. Vì là chiến tranh, do chiến tranh xảy ra nó mới cánh giận với nhau, bây giờ nó là cái gặp khó khăn vậy chứ. Đó là với trường hợp mình đó là trí thức thì mình hơi yếu. Hai nữa là với trường hợp là mình nghĩ có cái là buôn bán không được, là tại vì với trường hợp là ai cũng vậy hết trơn thôi, chứ mình không dám đề cập tới cái đó. Mình thấy con cháu mình bây giờ mình thấy công ty làm ăn rồi, bây giờ mình thấy thì sao? Thì mình thấy nó thất thoát hơn là một lần. Vì với trường hợp là công ty nó có hàng thì nó không được sức được, thì với trường hợp là đâu có tiền đâu có trả tiền lương. Nó thành thử ra gì chỗ đó là nó cho xin nghỉ bớt rồi dân mình cũng thất nghiệp đó. Bây giờ để ông hỏi ông Tư bên đây, bây giờ hỏi ông Tư, bây giờ như vậy là tôi có nghe tin là hai người con gì bây giờ là đứa thằng con trai và đứa con gái bằng mình ở Bình Dương đó, thì bằng cái công ty mà nghe nói hình như bằng cũng sụp sùi lắm, là cái công ty là người ta nghe nó bằng được không, còn cái công ty của con mình là sao? Ngày con tôi thì công ty đó nó mặn á, bây giờ hiện giờ ý công ty của nhà nước mà đều cái giờ xịt lụi lắm, nó không phải gì mua lần mà mãi đâu, nó giảm là có thể là tỷ lệ là 50% rồi, nó còn không nữa chứ không nữa tỷ lệ thôi. Theo hồi bây xưa như ý... vậy là lúc mà mỗi hàng tháng thì là con nó gửi cho mình thì được chừng khoảng bao nhiêu tiền hồi xưa á? Nó gửi giờ nó gửi là có 3 triệu 4 triệu rồi, nó gửi rồi nó có đủ ăn gì đâu. Rồi bây giờ như vậy là nuôi 3 đứa cháu tụi nó như vậy là bây giờ mỗi tháng giờ nó gửi được bao nhiêu trung bình bây giờ nè, lúc này nè? Này hả? Trung bình nó gửi có khi là 3 triệu được rồi là được 4 triệu. Nó vậy đó, là có khi là nó qua hơi chết thôi nữa. Như vậy cũng còn sống được ha. Rồi tạm tạm thôi nó không gửi 3 triệu 4 triệu rồi sao? Thì nhà nữa sao? Bây giờ tôi với bố cháu ra đạm bạc nha. Bây giờ như vậy là nhà ăn chanh nhạc và ăn tàu hủ ngày có 10 ngàn. Ăn tàu hủ
tôi giờ nó trắng nghe tôi gì dễ ăn lắm. Xin cảm ơn hai người ha. Thì sớm giờ cũng tiết kiệm đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc đề tài. Quý vị cũng ráng nghe kinh bá nha, và hảo giờ là tử kỳ hảo chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai người.